Anh em nào có nhu cầu gọi là cày thế lên quân và mua nick lên quân, tìm nick theo gọi là skin yêu cầu thì nhắn tin gọi là cho nơi mà hạt. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này, Nerma sẽ làm về vị tướng Cá Hí. Thì anh em thấy thì trong trận đấu này mình pick Cá Hí cũng là có lý do nữa. Sau 2 slot của tem bên địch, pick xa thủ eo súp cũng như FP Grack. Thì nếu mà mình pick những vị tướng khác thì gần như rất là khó để có thể chơi lại hai vị tướng đó. Một người thì kéo và một người thì sải tay cực kỳ là dài. Và chất tướng Cá Hí là chất tướng khắc chế xạ thủ, eo số của tem địch cực kỳ là tốt. Sải tay dài khi anh em sử dụng chiêu cuối dài hơn cả đó là cái viễn trình kích của eo số. Vì thế anh em có thể tận dụng khí eo số gọi là rằn chiêu hái thì anh em có thể xả ngay đó là chiêu cuối, qua đó thì khắc chế và áo xú sẽ rẻ hơn rất là nhiều khi gặp Cá Hí. Khi đối với Cá Hí thì cũng có những điểm mạnh và những điểm yếu, trong trận đấu này thì mình sẽ phân tích cụ thể dành cho anh em luôn, cũng như đó là hướng dẫn cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng Cá Hí này. Trận này thì tem bên bàn gọi là pick Tara đi đường ta thân mang trừng trị. Có là cái giáo án đó thì bây giờ rất là nhiều anh em được sử dụng. Và khi có Tara thì chắc chắn đó là món đồ giảm hồi máu cái sách truy hôn thì mình phải lên ở slot. Ít nhất cũng là thứ hai, nếu mà Tara đi FP thì lên sớm hơn, còn Tara đi đường ta thân thì chắc là lên ở ít nhất slot thứ hai. Bây giờ Triều Văn Tem mình đang có cái góc núp khá là đẹp, mình đang xoay chiêu cuối, cấu rỉa đi khoảng 1/3 lượng máu của Tu Len Tem bên địch. Bây giờ tới hai bên tranh chấp con rồng, Triều Văn Tem mình ăn được rồng rồi. Vậy là khá là thành công. Nhưng mà chiến công đâu dành cho mình Tem bên địch. Nhưng mà dẫu sao thì pha đó cũng là thành công, ăn được rồng thì lời hơn rất là nhiều so với ăn được một màng của Tem bên địch. Bây giờ tem bên địch đang ép vào trụ. Pha này thì anh em thấy thì mình xả chiêu cuối này kết hợp thêm với chiêu một nữa, rồi rắc tem địch mất tốc biến bỏ chạy. Xa thủ tem địch thì cũng khá là thấp máu nữa, còn hơn khoảng 1000 máu. Vẫn đánh đá quay trở lại xa thất thương, nhưng mà cuối cùng thì xa thủ tem địch cũng chỉ còn một xíu máu nữa. Pha này xa thủ tem địch không về là mình lên chơi luôn nè. Rất tiếc thì đang còn 8 giấy nữa mới có chiêu cuối. Pha này thì gỡ cái ứng tràm, Grack kéo trúng, kéo hụt mình rồi, mình tốc biến lên chơi luôn. Xảy luôn rồi là chiêu cuối, Grack chịu đàn, Grack phải lên bảng điểm số. Và pha này thì bắt luôn đó là xà thủ tem bên địch cũng phải lên bảng điểm số. Nhưng mình dính đó là chiêu hái của vị tướng ít ghi và bị ít ghi thả diêu. Tất nhiên ấy, một phá tráo đổi đó thì cũng một phá tráo đổi thành công thôi, ăn được hai màng của tem địch, vậy là ổn rồi. Ít ghi thi chất tưởng thả diêu rất chứ rất tốt. Nó mà kiếm được ở chiêu 2 vào mình rồi thì nó thả chiêu 1 free luôn ấy. Nên là chắc chắn những chất tưởng kém cơ động giống như Cá Hí mà bị ít ghi thả diêu thì vô cùng khó chịu. Tu Len thì lối điểu kết liễu được vị trí của Ngô Khốc, mình thì sẽ xảy luôn đó là chiêu cuối và chắc chắn thì pha này dừng tém bên địch, Tu Len cũng phải lên bảng điểm số. Sức thất thương của Triều Vân thì cũng rất chứ rất đáng ngại khi ở giai đoạn đó là V6. Ở chung giai đoạn V6 Triều Vân chỉ cần bổ một phát là những vị tướng như ít ghi này, rồi Tu Len này là chắc chắn là lên bảng điểm số rồi. Thế trận hiện tại thì cũng đang hòa hoãn dành cho hai bên thôi, 4-3 dành cho hai bên. Bây giờ mình lại xảy chiêu cuối tiếp, cấu rỉa đi khoảng nửa lượng máu của vị tướng bị tem bên địch. Xa thủ tem địch thì không còn nhiều lượng máu nữa và bị đó là Violet tem mình tiến lên bảng điểm số. Và
Pha này thì Grak kéo trúng mình, nhưng mà không sao cả anh em ạ, mình vẫn lùi về được. Bởi vì Grak lúc nãy thì mất chiếu rồi. Có lẽ là mình thì về được, nhưng mà cái trù đó thì chắc có lẽ là không giữ được nữa. Thì chấp nhận đó là mất trù thôi, chứ ở lại thì mình cũng không thể đó là giữ nổi cái trù đó khi mà tem địch có 3 người luôn. Trận đấu này tem bên mình vị trí FP là Illumia. Thực tế Illumia cũng tốt. Illumia thì không phải là tánh cớ chống chịu tốt, nhưng mà nó có mang lại cái hiệu khống chế kiểm soát tầm nhìn. Bây giờ anh em thấy rằng thì chiều vẫn tem mình đang bắn trù liều có ăn được hay không, nhưng mà cuối cùng thì không ăn được. Và này mình nhận thấy hai người tem đi khá là thấp máu, mình kích hoạt chiêu cuối chơi luôn nhá, tiện một người lên bảng điểm số rồi. Pha này thì mình khá là thấp máu, tốc biến cho nó an toàn. Anh em thấy thì SP và xạ thủ tem mình đang lại khép góc đường về của team bên địch. Và khi mà hai người của tem địch chỉ còn đó là xỉu máu nữa thì không có lý do gì mà không ăn được, đúng không? Quá là hay luôn. Tara thì là một chất tướng trâu bò có khả năng chống chịu tốt, nên là không phải là một chất tướng dễ chơi. Tara thì tuy là nó trâu bò thật đấy, chống chịu thì chống chịu tốt thật, nhưng mà giai đoạn cuối trận thì sức sát thương của team bên mình thì cũng không phải dạng vừa, đặc biệt là vị trí của Vấn Cá có đám chuẩn. Điểm yếu của Tara đó là hiệu khống chế, điểm mạnh thì đó là khả năng trâu bò can quét mở combat được, nhưng mà điểm yếu thì đó là khả năng khống chế. Đầu trận thì khỏe thật đấy, chứ mình và đó là SP tem bên mình lên được món đồ giảm hồi máu cái sạch truy hôn nữa thì cũng giảm đi phần nào đó là sức mạnh của Tara. Bây giờ thì mình gần lên được đó là cái sạch truy hôn rồi. Kahi thì về bộ chiếu thức cũng khá là đơn giản thôi, không có gì khó cả. Chiếu thứ nhất anh em đạt một cái vòng, đối phương trong vùng ảnh hưởng thì sẽ bị chịu sát thương, làm chậm tốc độ di chuyển. Rồi pha này thì sẽ bắt Tara này, rồi đặt cái vòng này và Tara lên bảng điểm số. Tara thì mang trưng trì nên là nó theo thiên hướng cứ vào vua, và bao vua thì không chạy nổi nữa anh em ạ. Khi mà ba người dồn đám rồi thì cho dù có thân thể thép, chỉ gọi là thân thể đông hay là thân thể vàng hay là thân thể kim cương đi chăng nữa thì cũng không thể gọi là hồi phục lại. Về chiêu thức thứ hai của vị tướng Kahi thì anh em kích hoạt thì giúp đó là búp cho Kahi một lớp giáp ảo, bên cạnh đó thì giúp Kahi tăng tốc độ di chuyển. Còn chiêu cuối thì anh em sấy thôi, sử dụng theo hướng chỉ định có sấy đâu. Pha này mình sấy này, hỗ trợ triều vấn luôn này. Và anh em thấy thì triều vấn bổ một phát tiền đó là vị trí của tu len tem địch lên bảng điểm số. FP tem mình bị Grak tem địch kéo và hút cũng phải lên bảng điểm số rồi. Bên này ăn được người kia thì bên kia cũng ăn được, gọi là tem bên mình. Lối chơi của Kahi thì khá là đơn giản, anh em cứ kích hoạt chiêu 2 để tăng tốc độ di chuyển búp giáp thôi. Sử dụng chiêu 1 để có thể gọi là gây sát thương. Chiêu cuối thì anh em sử dụng một cách hợp lý, đặc biệt là cái hướng của anh em sử dụng làm sao đó là tối ưu nhất, gây cái lượng sát thương gặp góc tối ưu nhất. Đó là cách chơi của Kahi, nhưng mà quan trọng nhất là anh em phải giữ được vị trí nhá. Thôi thôi đừng đánh bạn ơi, lùi về đi, triều vẫn chưa có chiêu cuối đây. Cướp tam đó là con búa đỏ của tém bên địch cũng được. Thôi xong rồi, triều vẫn pha này thì liệu có về được hay không? Mình thì vẫn đang sẩy chiêu cuối đẹp. Ta ra tém địch thì chỉ còn xỉu máu nữa. Hai người của tém địch còn xỉu máu nhưng mà cũng không ăn được phá đó. Phá đó triều vẫn tém mình về là hay rồi. Mình thì nói chung cầm chất tưởng Kahi này gần như rất chết, ít phải lên bảng điểm số luôn. Anh em xem clip nào mình cầm Kahi gần như một trận đấu thì chết 1-2 màng thôi. Để mà chết được 3-4 màng là rất chết ít luôn ấy. Bởi vì lợi thế của vị tướng này là sải tay dài, luôn luôn đứng sau đồng đội. Rồi pha này thì sẩy chiêu cuối luôn này. Mịt tém đi con xỉu máu kia. Pha này thì bị Grak kéo. Ôi có giải không? Ôi không có giải à. Mình máy đồ lần đáng con nữa là cái tốc biến anh em ạ. Pha đó thì bị Grak gọi là kéo hút, nhưng mà rất máy thì vẫn chưa đủ cái lượng sát thưởng để ăn được mình.
và cuối cùng mình tốc biến ra và bỏ chạy được, vậy là cũng thành công rồi. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Sorry. Hiện tại thì mình cũng đã có 3 món đồ lớn. Cái mặt nạ Beric đồ sát thương, món đồ giảm hơi máu, sách truy hồn. Tiếp đến thì đó là trường bùng nổ. Rồi, pha này ăn một màng này. Sấy chiêu cuối, ôi quá đẹp luôn. Hai màng này, ôi ba màng. Ui. Ôi xong rồi, bị lại bị đó ít ghi thả diêu rồi. Nãy giờ cứ ăn được và lại bị ít ghi thả diêu. Nhưng pha đó thì quả là thành công rồi. Lùng được màng gơ rắc, lùng được màng của áo xú, lùng được màng của tu lén nữa. Cuối cùng thì cũng bị gọi là ít ghi thả diêu khá là khó chịu. Chiêu cuối của Kahi thì cái lượng sát thương cũng rất là lớn nhá. Chỉ cần đó là nói chung ăn nửa. Nếu mà trúng một tướng địch á, là chắc chắn tướng địch sẽ phải lên bảng điểm số rồi. Nhưng vì tướng máu giấy không có kháng đám vật lý, à nhầm, không có kháng đám phép, ví dụ như éo xú, tú lén hoặc là ít ghi chẳng hạn. Còn đối với tá rá cũng như đó là gờ rạc thì chắc chắn nó có đồ kháng phép. Chất tướng nó nhiều máu trấu bo thì không thể nhầm, chủ yếu là cấu rỉa tư xác. Một điểm mạnh mình thích ở cá hí nữa là khả năng dọn dẹp lính và khả năng đẹp trù thuộc dạng ống trung rồi. Gần như nếu mà tem đi không lấy được 3 đơn lý siêu cấp, để mà ép được trù của cá hí cực kỳ là khó. Tại vì sao mình nói khó? Bởi vì sải tay của cá hí dài, ví dụ như tình huống này chẳng hạn này, có chiêu cuối phạt là anh em sử dụng gọi là dọn dẹp luôn. Nếu mà tem đi tấn công lên, kiểu là anh em có thể dọn dẹp từ xa mà không sợ tém địch có thể áp sát bắt được. Thực tế thì cá hí sợ những vị tướng nào? Anh em biết điểm yếu của cá hí thứ nhất là máu giấy, thứ hai nữa là kém cỡ đồng. Thì cá hí sẽ sợ các vị tướng thuộc dạng sát thủ sốc đám như Zuka này, Ngô Khống này, rồi A Ói này, rồi Pến này. Nói chung các vị tướng sát thủ sốc đám mà cỡ đồng. Nên là có những chất tướng đó thì anh em cần lưu ý dành cho mình khi pick gọi là cá hí. Và đặc biệt một vị tướng pháp sư ở đường giữa khắc chế cá hí cực kỳ là tốt là Gia Tá. Bởi vì Gia Tá nó có khả năng thiến dực bắn trù tốt. Thì đó là những điểm đó là mình cần, đó là anh em lưu ý về chất tướng cá hí này. Còn cách chơi thì quả là đơn giản, cứ kích hạt chiêu hài thôi. Ok thì anh em sử dụng chiêu cuối để khép góc tay mình đi. Đấy, ví dụ phá này chẳng hạn, mình sử dụng chiêu cuối, sấy sấy và sấy. Bây giờ rắc tém đi thì chắc có lẽ chỉ còn xỉu máu nữa ấy. Trận này thì tà ra của tém bên địch thì thực hiện chiến dịch gọi là cứ đẩy lệ. Phá này thì tiêu vấn tém mình khỏe rồi, hắn được vị trí của tà ra rồi. Bởi vì ở giai đoạn V6 ấy, thì đám tiêu vấn càng ngày càng to. Mà tà ra thì nó hồi phục thì cũng có mức độ thôi. Thế trận hiện tại thì cũng đang khá là căng keo dành cho hai bên. Và này thì Grak kéo, nhưng mà bị Illumia tém mình gọi là bật cái giải phải anh em ạ. Nên là phá đó thì Grak tuy là kéo trúng nhưng mà không thể kéo về được. Nếu mà ở thế tấn công thì cá hí lại càng cực kỳ là thích. Bởi vì ở thế tấn công thì anh em ép trụ cực kỳ là thích luôn ấy. Và trận đấu này điểm yếu là không có một tánh cơ chính hiệu. Rồi, pha này éo xú này, mình tốc biến xoáy luôn, ê, nó cũng có tốc biến. Pha đó éo xú mà không có tốc biến là thôi xong ủi rồi á, Grak hụt nhưng mà hụt trật mất rồi. Triều Vấn tay mình núp góc khá là đẹp, ôi. Pha đó Triều Vấn sao lánh bổ được chiêu cuối nhỉ. Bổ được chiêu cuối pha đỏ phạt là tu lên tem đi bốc hơi rồi. Tiếc thế, pha đỏ ăn được phạt là ép trù sẽ tốt hơn. Trận đấu này thì có một điểm yếu, đó là tem bên mình không có một tánh cơ tốt, nên là mình lên sấy thì cũng hơi rén. Còn nếu mà trận đấu này tem bên mình có một chất tướng tánh cơ tốt đấy, kiểu tánh chịu sát thương và mình xả sát thương phía sau thì sẽ tuyệt vời hơn. Tất nhiên thì Illumia nó cũng tốt ở khả năng khống chế kiểm soát tâm nhìn các kiểu, nhưng mà để tánh cơ thì lại không tánh được. Vậy là tem mình đã phải lên bảng điểm số rồi. Bây giờ thì tem bên mình lại ở vào thế thủ. Với thế thủ mà có Illumia này, rồi có thêm
Cá hí nữa thì gần như tem địch rất là khó để đụng được vào trụ. Trừ gặp những chất tướng xa thủ khác ví dụ theo nát Violet thì nó ở ngoài tâm trụ nó có vẫn thể lấy trụ được. Còn đối với chất tướng như Eo Su thì rất là khó để có thể lấy được cây trụ. Anh em thấy thì mình sử dụng chiêu cuối và tên giòn dẹp hiệp đang lính rồi. Nên là vì thế thì khả năng lấy trụ của tem địch khi tem bên mình có cá hí cực kỳ là khó. Thế trận hiện tại thì cũng dài dẳng rồi, 15 phút rồi. Nhưng mà hai bên thì cũng đều gọi là nhấp nhả nháo cả. Thì tất nhiên khi lên danh cáo rồi thì người ta đánh vẫn tốt. Lên chiến tướng rồi thì kỹ năng của người ta cũng tốt. Ê, pha này sấy này, Ngô Không đâu lại hỗ trợ với này. Ôi, Ngô Không tem mình lại dí chuyển ra đường giữa phám này. Ôi, pha này Ngô Không lại là ngón này. Tiếc thế, ôi ông Ngô Không. Không hiểu ý rồi anh em ạ. Phá đỏ mà Ngô Không lại gọi nhất là cũng lấy đi khoảng được 2 đến 3 màng ấy. Và có thể là cướp được con ta thân nữa. Tự nhiên là ông ra đứng giữa mất rồi. Hơi tiếc anh em ạ, không hiểu ý. Chỉ bởi vì phá đỏ thì thân trần của Lưu Ma làm lộ tầm nhìn các kiểu rồi mà. Thôi không sao cả anh em ạ, ta làm lại thôi. Tất nhiên thì với những chất tướng giống như Cao Hí chẳng hạn thì tem bên địch có con tao thân xê giáp phút thứ 15 thì cũng không phải là quá vấn đề. Nhưng mà quan trọng nhất là bây giờ tem bên mình đừng có chết lẻ nữa. Nếu mà chết lẻ thì chắc chắn một mình hoặc là hai người thì cũng không thể là chống chịu lại nổi. Còn nếu mà để dọn dẹp rồi là những con này thì Cao Hí thừa sức. Đây thì nhưng ôi đám của mì tem địch to nha. Mì tem mình bốc hơi luôn anh em ạ. Mình sẽ dọn dẹp rồi là con lính trước. À đây tem mình thì cũng mất rồi là cái giáp hồ mạnh. Bán lên liêm đoạt mạnh rất chỉ là nhánh. Tốc biển đình chơi luôn tìm bên địch. Nhưng mà thôi sai lầm rồi nhá. Nói chung phá đỏ thì rất may là xào thủ tem mình vẫn còn á. Bây giờ tìm bên mình phải ở thế thủ rồi. Triều Vân thì đang tích cực đẩy lẹ. Tình huống này thì mình sẽ cố gắng thủ nha nhá. Máy là cầm cá hí anh em ạ, cầm chất tường khác thì chắc có lẽ hơi khó rồi. Hy vọng là Violet đừng có bị tem đi kéo là được, bị kéo hoặc là thua luôn ấy. Đừng nha, Violet đừng có bị kéo, ui máy chưa kéo trật mật rồi. Chiều vẫn tem mình thì đang khép góc, pha này lao ra là đẹp nè. Ok, chỉ mất được một lượng lính siêu cấp thôi, chiều vẫn tem mình cũng phải lên bảng điểm số. Mình xoay, ui con xỉu máu kia. Không có tầm nhìn nữa anh em ạ. Ôi, mịt té mình, à nhầm, FP té mình súng đấy, tốc biển lên để chơi luôn. Nhưng mà không thành công. Một trận đấu rất chứ lắc cắn luôn anh em ạ. Về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng thân quáng nhá. Có ai trong bùi hay không? Ôi, thôi xong rồi, pha này tốc biển. Rất may thì đó là vị trí của SP tem mình anh em á, Illumia. Và mình cảm ơn Illumia xíu nhá. Thứ nhất là phá đỏ Illumia cũng bật cái giải nữa, hồi phục thêm xíu. Và thứ hai nữa thì phá đỏ thì Illumia vẫn đó là lượng máu nhiều hơn mình xíu nữa. Và Illumia lên đô SP nữa nên là cũng đỡ hơn phần nào. Và cứu được mình phá đỏ thì phá đỏ là mình tưởng là xảy chiêu cuối vào quý cỏ. Ai dè là bị tú lén nó sử dụng giật lôi điện và cuối cùng thì thêm củ lối điệu nữa. Và mình rất may thì có cái tốc biến. Lối điệu thì SP tem mình che chắn được, cảm ơn SP rất là nhiều. Chiều vẫn tem mình bị kéo, rồi SP tem mình cũng bị kéo. Và cuối cùng thì lên bảng điểm số lại ở thế thủ rồi. Mình thì xảy chiêu cuối, SP tem đây thì cũng chỉ còn một xíu máu nữa mà tầm nhìn rồi. Ngô Khống tém mình thì đang bảo ốm để Ngô Khống đẩy lẹ. Và mình cho tính cho đó là Ngô Khống cứ tấn công lên đi nhá. Bởi vì tém đi khá là thấp máu rồi. Còn mình và xà thủ thì thoải mái, thưa sức. Đó là dọn dẹp đám lính này. Nên là Ngô Khống cứ gọi là đẩy thoải mái. Nhưng mà tầm này thì chắc chắn tém đi có lợi thế phạt thì sẽ ra ta thân xê giá. Mình sẽ tính cho đồng đội đó là chú ý khu vực này, tức là khu vực ta thân xê giá ấy. Anh em đâu? Hiện tại thì vẫn chưa, ôi, Eo Su nó đặt cái mặt chí quá. Ngô Khống tém mình thì đã phải lên bảng điểm số rồi. Ngô Khống mà gặp Eo Su bị chất tướng gọi là trận đấu này thì pick theo thiên hưởng khắc chế lẫn nhau nữa. Phần này thì Triều Vấn tém mình cũng phải lên bảng điểm số rồi.
Và mình phải chat gọi là cho team bên mình lùi nhá. Hơi khó anh em ạ. Bắt được Tara là ngón này, Tara. Ôi, không quá tương rồi. Pha này Tara đang còn cái giả phô mình. Tỉnh dậy thì lên vàng điểm số. Ra ta thân xê ra nhánh này. Mình tính gọi là chú ý ta thân xê giá. Có tâm nhìn khi mà Illumia tay mình sử dụng thân trận rồi. Liệu có kịp hay không? Ui, không kịp rồi. Lần nào cũng chậm mất một nhịp anh em ạ. 20 phút trôi quá. Pin thì cũng đã pin yếu rồi. Trận đấu này thì rất may đó là cầm cá hi nên là thủ trụ cũng tốt đấy. Chỉ cầm chất tưởng khác thì thực sự rất là khó. Triều Vân tem bên mình chát. Rồi là ép mịt luôn. Ôi. Có gì mà ép đây chơi. Trong khi tem bên địch vừa ăn được ta thân xế giá đấy. Cố gắng thủ thôi chứ. Tầm này ép rồi rất là khó rồi. Ngô không tin mình thì vẫn đang tích cực đẩy lẻ. Ôi pha này bị kéo không sao cả. Mình vẫn đang còn nữa là cái tốc biến nữa. Bổ của Triều Vân và tiện gần rắc tém địch lên bảng điểm số rồi. Tình huống này thì cũng khá là thấp máu, phải lùi về nhá. Tém bên mình thì 1, 2, 3 người đều thấp máu cả rồi. Ngô không thì vẫn đang tích cực đẩy lẻ. Trận đấu này thì mình thấy Ngô không cũng ok này. Có mấy người là trường hợp thì không ok cho lắm. Chứ còn lại thì mình thấy là cũng rất là tốt. Bởi vì anh em thấy éo xuống nó đắt mắt khắp nơi ấy. Ngô không rất là khó để chơi luôn, khó mà tiếp cận. Nên đẩy lẻ cũng là phương án tốt. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi bây giờ sẽ dọn dẹp đó là con. À pha này hay này. Ui con xỉu máu kia. Bắt luôn. Hay quá anh em ơi. Con cái giáp hô mình tỉnh dậy lên bảng điểm số. Được 10 điểm dành cho vị trí của Ngô Phong và Illumia. Pha đó thì nói chúng cũng khá là hiểu ý nữa ấy. Một pha thân trần cũng đẹp đến từ Illumia nữa. Hay quá anh em ơi. Triều Vân tem mình thì đang núp cái góc đó. Không biết liệu có bắt nổi hay không này. Nhưng mà tem địch khốn quá. Tem địch lùi về rồi. Tara của tem bên địch thì đang đẩy lẻ. Ồ, Triều Vân tem mình bị kéo rồi. Bị kéo vào hụt. Và Triều Vân thì đã phải lên bảng điểm số. Đẩy thể lính đường này lên cao xíu. Tara nó đẩy lẻ. Tara thì tất nhiên bây giờ nó solo với Ngô Phong thì nó sẽ thắng rồi. Đéo biết đi ra mịt ép a lũ ép về. Anh em nghỉ làm sao có thể mà ép được trời. Không lên được quá nửa bơ sống nửa nhủ đôi ép. Bây giờ thì Ngô Không tím mình đang đẩy lẻ. Ngô Không này giờ toàn chuyên gia đẩy lẻ luôn ấy. Thì bây giờ sẽ cố gắng thủ trù thôi. Còn mình và Illumia thủ trù nữa. Rồi rất may đó là mình cầm chất tưởng này anh em ạ. Cố gắng nhé, cố gắng thủ trù anh em ạ. Tém bên địch thì cũng không phải là những chất tưởng gọi là lấy tù nhánh. Ngô Không tém mình thì vẫn đang đẩy lẻ và mình thì vẫn đang sấy. Hay quá anh em ơi. Ngô Không ăn được ở vị trí của xa thủ tém bên địch rồi kia. Ôi hay kia, ôi Ngô Không cần hai double kill luôn. Không cho tém địch về nữa. Ê, win. Hay còn Ngô Không ơi, mình tốc biển không cho Grak biển về này. Và Grak biển về thì cũng không kịp và cuối cùng thì trận đấu kết thúc. Cuối cùng chiến thuật của Ngô Không vẫn là chiến thuật tuyệt vời.